Tổng công ty Thương mại Hà Nội Hapro vừa tổ chức hội nghị đối ngoại năm 2018 với sự tham dự của hơn 500 khách mời trong và ngoài nước. Đây là sự kiện thường niên nhằm tri ân các đối tác, bạn hàng, đồng thời thúc đẩy những mối quan hệ hợp tác trong tương lai. Với 14 năm xây dựng và phát triển, thương hiệu của Hapro gắn liền với các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và thương mại nội địa. Năm 2017 là dấu mốc Hapro triển khai các bước trong quy trình cổ phần hóa công ty mẹ. Năm 2018, Tổng công ty sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xuất khẩu và thương mại nội địa của Tổng công ty. Trong đó, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ sở sản xuất vệ tinh đối với một số mặt hàng chủ lực, góp phần đáp ứng nguồn hàng cho hoạt động xuất khẩu.